Rồi, xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay nha. Dạ rồi, lâu quá em không có quay clip giao lưu mai nhiều của chú anh chị ha. Hôm nay em đang quay lại giới thiệu cái vườn mai của chị Thu ha. Địa chỉ ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Để chị Thu quay giao lưu với cô chú anh chị mình một số mặt hàng mai giống mai ghép mini ha, cho cô chú anh chị mình sưu tầm về cho Tết năm 2025 luôn cô chú anh chị. Hàng cổ đế siêu đẹp không nha cô chú anh chị. Nút nụ thì bao chuẩn nụ Tết luôn ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thu để chị Thu chào giới thiệu về giao lưu luôn ha. Rồi em chào chị Thu nha. Rồi em chào cô chú anh chị đang xem kênh ha. Rồi. Hôm nay em quay trở lại kênh giao lưu cô chú anh chị là mai gốc nhớt chơi Tết hay không hoặc lấy bo cũng được nha. Rồi. Rồi số điện thoại giao lưu là 0383310711 mẫu số Zalo luôn ạ. Rồi. Giờ hôm nay em quay cũng tại hơi trưa nay cũng hơi nắng á cô chú anh chị ha, nên chị Thu đội nón đeo khẩu trang á nha. Chứ không phải là gì mà cô chú anh chị đeo khẩu trang đâu nha cô chú anh chị, tại nắng quá. Rồi. Giới thiệu cái loại này là 25.000 nè. Đây 25.000 cô chú anh chị. Rồi. 25.000 chắc em lấy từng 2 tấc rưỡi nha. 2 tấc rưỡi đi, 2 tấc rưỡi lấy lên ha. 2 tấc rưỡi lấy lên. Đó. Này là 25.000 nha. Nút nụ nè cô chú anh chị ơi. Quá trời đó, đất nút nụ luôn. Quá trời nụ luôn nha. 25.000 một cây. 25.000 thì gốc mình lấy từ bao nhiêu đây chị? Gốc lấy từ ngón tay út đi. Ngón tay út của chị nha. Ngón tay út của chị Thu chắc cả bằng điếu thuốc. Ủa không. Bự hơn điếu thuốc á. Bự hơn điếu thuốc á cô chú anh chị ha. Tay út tới 4 ngón tay của mình ha chị ha. Rồi đúng rồi. Rồi cái còn, loại 25.000 này thì mình có mấy giống này chị ha? Loại 25.000 này thì có cả chục giống nha, như là siêu bông bình lợi nè, hả? Như ôm Sài Gòn nè. Rồi Đa Phúc nè. Rồi Nhị Ngọc Toàn đồ ha. Cổ đế nè. Đó, nói chung là có 10 giống đi cô chú anh chị nào lấy đủ thì em lựa đủ mỗi giống một cây ha. Rồi. Rồi tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Cái này là 35.000 nè. 35.000 một cây nha. Rồi loại 35.000 một cây. Rồi tiếp theo cái loại. Rồi tiếp theo là loại 35.000 một cây nha. Cái tàn bự lắm cô chú anh chị ơi. Tàn cũ rồi luôn nha. Cái cũ đó có hết luôn ha. Cái này lấy gốc từ ngón tay út lên nha cô chú anh chị ha. Chiều cao mình lấy cái này 3 tấc rưỡi lấy lên hả chị ha. 3 tấc rưỡi lấy lên đi, cái tàn cũng khiếp cái tàn. Cái này thì giống thì nó cũng giống như cái loại 25.000 nha. Rồi, mình có tầm 10 giống cô chú anh chị ha. Nút nụ nè, ngon lành nha cô chú anh chị. Mấy cái này mua về để bàn cho Tết thì ok luôn. Rồi. 35.000 một cây nha cô chú anh chị. Nụ nè. Ham luôn cô chú anh chị ơi. 25 với 35.000 á thì 5 cây em gửi hàng. 10 cây em bao ship, 20 cây em mới tặng một cây nha. Rồi. 10 cây gửi hàng, 10 cây bao ship. Đúng rồi, 5 cây gửi hàng, 20 cây tặng cho một cây ha. Cây bự lắm cô chú anh chị ơi. 20 cây mới tặng nha cô chú anh chị chứ không phải 10 cây nha. Để có đế hết luôn ha. Rồi tiếp tục cái loại này là loại này là 50.000 một cây nè. 50.000 một cây. Trời ơi gốc lớn cô chú anh chị. 50.000 một cây nha. Gốc này đã lắm cô chú anh chị ơi nè. Gốc quá trời gốc, gốc bự nha cô chú anh chị ha, cụ nở ha. Cây này thì em lấy chừng 4 tấc lấy lên ha. Rồi tầm 4 tấc ha. Cái tàn quá trời luôn. Đó. Rồi cái này có giống gì đây chị ha? Cái này thì em có siêu bông Sài Gòn nè, siêu bông Bình Lợi, Nhị Ngọc Toàn ha. Rồi. Rồi Cúc Cam. Rồi. Rồi Hoa Hồng Thanh Tú rồi đó ha cô chú anh chị. Ồ cái đế này cô chú anh chị, đế cụ nở không luôn ha. Một thân một cốt. Á trà đá luôn cô chú anh chị. Cái này thì 3 cây em gửi hàng, 5 cây mới bao ship nha. 3 cây gửi hàng ha. 5 cây bao ship. 5 cây bao ship luôn. 10 cây tặng 1 cây luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời đã rồi cây cũ. Nhìn thấy đúng diện luôn. Cái gốc này thì lấy cũng bằng từ tay út cho tới tay cái ha cô chú anh chị ha. Tay út tới tay cái của em luôn cô chú anh chị nè. Này tay cái của em bằng tay cái của em luôn á nha. Nè. Đó. Rồi. Rồi mình qua loại tiếp theo luôn hả chị ha. Rồi tiếp theo là loại 60 ha. Loại 60.000. Loại 60 thì cái chiều cao đồ nó cũng tương tự như cái loại 50 ha. 60.000 nè cô chú anh chị. Nhưng mà được một cái là đế đẹp hơn ha. Đế bí nè, đế bính nè, đế cũ nổi siêu đẹp luôn. Đế bí nè cô chú anh chị ơi nè, quá trời đẹp luôn. Nút nụ nè. Giống thì mình cũng có cô cũng 5-6 giống giống vậy ha chị ha. Giống thì em cũng có giống như cũng có loại như 50.000 vậy. Bình Lợi, Sài Gòn, Hoa Hồng, Thanh Tú đó nha cô chú anh chị. Nhị Ngọc Toàn nè, đế đẹp ha, nút nụ ngon lành bao cho Tết nè. Ôi Nhị Ngọc Toàn nè. Cái này thì cũng như cái kia luôn là 3 cây em gửi hàng ha, 5 cây mới bao ship nha. Rồi. Nút nụ rồi ngon lành luôn cô chú anh chị ơi. Cái này chắc cần lấy 3 tấc rưỡi lấy lên đi. 3 tấc rưỡi tới 4 tấc nha cô chú anh chị ha. Đó, 3 tấc rưỡi 4 tấc nè, đế nè. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị, 60.000 một cây, 3 cây gửi hàng ha. 5 cây bao ship. 5 cây bao ship, 10 cây tặng 1 cây luôn.
Rồi mình qua loại tiếp theo luôn hả chị ha. Rồi loại tiếp theo là loại 80.000 một cây nha. Rồi 80.000 một cây. Ủa, cái tàn bự chảng luôn cô chú anh chị ơi, 80.000 nè. Cây này già mùa dữ lắm, cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn rồi. Bự quá trời bự cô chú anh chị ơi. 80.000 một cây này em có hiểm có hoa hồng. Rồi. Có Sài Gòn. Ồ nhóc bự. Có Phú Tân. Hoa hồng Sài Gòn Phú Tân nha cô chú anh chị. Gốc thì cỡ bằng tay tỏ cô chú anh chị, tay tỏ tay Úc luôn cô chú anh chị ha. Đó, tay tỏ tay Úc, nút nụ thì bao nụ chơi Tết luôn nha. Cây ghép được hai mùa, mùa mấy hai mùa, hai mùa mấy á cô chú anh chị ha. Cái này lấy chiều cao 4 tấc rưỡi lên ha, lấy rồi. Lên ha. 4 tấc rưỡi lấy lên cô chú anh chị ha. Ừ. 4 tấc 4 tấc rưỡi á. Cỡ hai gang tay em là cỡ 4 tấc, 4 tấc 4 tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Nó lùn nhưng mà được cái tàn đó. Kẹo cô chú anh chị ơi, tàn tròn kẹo đẹp lắm cô chú anh chị ha. Rồi cái này bao nhiêu cây mình gửi hàng ha? Rồi. Rồi, cái này thì hai cây em gửi hàng 4 cây em bao ship nha. 4 cây thì 300 em bao ship. Rồi, một cây là 80.000. Đúng rồi. Hai cây gửi hàng là 160.000. Khi mà cô chú anh chị mình mua 4 cây là 320.000, nhà vườn giảm 20.000 nữa là còn lại 300.000 nhà vườn bao ship luôn cho mình ha. Rồi, ngoài loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không chị ha? Rồi, tiếp theo giới thiệu loại rồi em giới thiệu tới đây thôi nha cô chú anh chị, rồi em xin chào hết luôn nha. Rồi cô chú anh chị xem kia kênh được cây nào ủng hộ em nha. Rồi em nhắc lại số điện thoại là 0383310711, số Zalo luôn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thu ở những clip trước ha. Cũng rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thu nha. Rồi em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.